chiều ngày 21 tháng 10, bà Đinh Thị Bích Đàm, Phó phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hòa Bình cho biết, vụ việc người đàn ông gặp nạn khi nhảy dù lượn bị mắc kẹt vào đường dây điện 35 kV vào ngày 20 tháng 10. Đáng chú ý, vị trí nhảy dù là một điểm chưa được cấp phép hoạt động và đây là sự cố đầu tiên được ghi nhận. Bà Đàm cho biết thêm, địa điểm mà vận động viên nhảy dù thực hiện không nằm trong danh sách được cơ quan chức năng phê duyệt do nguy cơ mất an toàn cao khi bay qua đường cao tốc Hòa Bình - Hòa Lạc và đường điện cao thế. Vì vậy, lộ trình bay này không được phép sử dụng. Sau khi được cứu hộ an toàn, danh tính người gặp nạn được xác định là anh Nguyễn Hoàng Hát, 35 tuổi, trú tại phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình. Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, anh Hát thừa nhận mình tự ý tham gia nhảy dù tại xã Quang Tiến mà không thuộc tổ chức hay câu lạc bộ nào và không nắm rõ các quy định an toàn. Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Tiến cho biết, chính quyền đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xem xét và xử phạt anh Hát vì vi phạm quy định an toàn bay dù lượn. Địa phương đã nhiều lần tuyên truyền về việc đảm bảo an toàn cho người chơi thể thao này, đặc biệt khuyến cáo người dân không tự ý tham gia nhảy dù mà không có sự giám sát của các đơn vị tổ chức có uy tín